Hoa Kỳ triển khai siêu radar, tên lửa siêu thanh và máy bay chiến đấu tàng hình Trung Nga không thể ẩn mình. Thưa quý vị, một bài báo trên tờ Á-Âu Thời báo của Ấn Độ cho biết, vào ngày 22 tháng 6, radar giám sát tầm xa băng tần S hiện đã có sẵn để quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh quốc tế sử dụng. Hệ thống radar tầm xa băng tần S này kết hợp khả năng bảo vệ điện tử tinh vi cùng tính cơ động cao để có thể đảm bảo sự sống còn trong chiến trường thay đổi nhanh chóng hiện nay. Hệ thống radar mới có thể phát hiện máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, vũ khí siêu thanh, hệ thống máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Chính phủ Hoa Kỳ đã công khai thừa nhận rằng quân đội đã sở hữu radar tầm xa băng tần S giám sát không trung đa nhiệm mới an tby 5 như nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman gọi nó là một thiết bị tiên phong kỹ thuật số. ANTBY-5 được thiết kế nhắm vào chiến trường toàn cầu hiện tại và các nhiệm vụ quân sự viễn trinh. Nó có thể chỉ trong vài phút ở chế độ tự hành mà chuyển đổi sang chế độ tác chiến. Tương tự như vậy, nó được thiết kế nhiều màn hình rời, dạng máy tính bảng để chỉ huy và điều khiển bằng sóng ngắn được tích hợp trên radar. Sẽ có thể cung cấp khả năng bảo vệ binh lính tác chiến cùng với nhận thức tình huống. Trong những năm gần đây, các mối đe dọa quân sự thế hệ tiếp theo như máy bay chiến đấu tàng hình và vũ khí siêu thanh đã nhanh chóng xuất hiện trên khắp thế giới. Cho đến nay, Trung Quốc và Nga đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc phát triển tên lửa siêu thanh. Ngược lại, Mỹ vẫn đứng sau hai đối thủ lớn này dù đã nỗ lực phát triển. Radar tầm xa an 5 liên tục cải tiến và nghiệm chứng công nghệ tiên tiến sau mỗi lần thử nghiệm. Trong khi nâng cấp, phần mềm điều khiển có thể nhanh chóng được điều chỉnh cập nhật trong vài giờ hoặc thậm chí vài phút để ứng phó với các mối đe dọa mới xuất hiện. Trong khi các loại radar trên mặt đất điển hình có thể mất vài tuần, thậm chí lên tới vài tháng. Ngoài ra, nó còn có khả năng phát hiện các mối đe dọa đến từ cách xa hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn dặm, nhanh chóng ước tính tốc độ và phương hướng, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ tác chiến. Vì hệ thống này khó bị cảm biến của đối phương phát hiện nên nó sẽ có lợi thế hơn khi hoạt động trên chiến trường.